Kính chào tất cả quý vị trở lại với chương trình Sức khỏe tâm thần trên làn sóng của đài SGN 51.3. Hôm nay Thúy sẽ rất hân hạnh được tiếp tục chương trình với một đề tài khác cùng với bác sĩ Thảo và bác sĩ Shelley. Chào hai bác sĩ. Chào Thúy. Chào Thảo. Xin chào Thúy. Xin chào Shelley. Dạ vâng, hôm nay chúng ta sẽ nói về cái đề tài là cái sự phát triển của các em. Thì lần trước chúng ta đã có làm một cái đề tài nói sơ sơ về cái tọa độ phát triển mỗi cái tuổi nó như thế nào. Và hôm nay và Thúy sẽ muốn tiếp tục cái đề tài đó. Để cho quý vị nào mà chưa có dịp để mà coi cái chương trình trước đó, thì xin mời bác sĩ Shelley và bác sĩ Thảo nói sơ sơ về cái tọa độ phát triển của các em bé từ lúc mà sơ sinh đến lớn lên như thế nào. Thì mình bắt đầu thì nếu mà em bé mới sanh ra thì từ cho tới 2 tháng ấy, thì mình bắt đầu nhìn thấy ấy, là lúc mà mình kêu tên em bé hay là mình nhìn mặt em bé thì em bé nó bắt đầu cười, em bắt đầu u a, tại vì chưa hẳn nhận ra là mẹ mà biết là cái người này là cái người mà mình quen, thì em bé nó bắt đầu cười. Rồi tới lúc 4 cho tới 6 tháng ấy, thì em bé được ngồi lên, có thể ngồi trên ghế mà dựa. Rồi sau lớn lên nữa khoảng 9 tháng thì em bé bắt đầu muốn cái gì ấy, thì mình lấy hai ngón tay như vậy nè. Rồi lấy lúc mà mình bỏ đồ ăn ra ấy, thì em bé cầm từng ngón, hai ngón cầm để tự bỏ vào miệng, tự ăn được. Bắt đầu 1 tuổi thì em bé nó bắt đầu khỏe hơn thì kéo để đứng lên rồi lúc mà vững ấy, thì bắt đầu đi. Rồi tới khoảng 2 tuổi thì bắt đầu nói được 10 cho tới 20 từ, 20 chữ. Rồi nhiều lúc thì mỗi người trong gia đình hiểu thôi, người ngoài không có hiểu được. Rồi sau đó lúc mà 2 tuổi thì có thể là em bé tự ngồi chơi được. Rồi người khác ngồi chơi thì cũng tự nhiên, em bé chơi một mình thôi. Tới khoảng 3 tuổi thì em bé bắt đầu chơi với mấy em bé khác, chơi chung với nhau. Rồi khoảng cái tuổi 3-4 tuổi là em bé bắt đầu vào trường khai tâm, là vào preschool. Thì cái lúc đó là bắt đầu sinh hoạt chung với các em khác. Thì khi mà các em lớn lên như vậy thì mình cái sự phát triển mình thấy nó rất là rõ ràng. Từ một em bé sơ sanh chưa có thể làm gì hết, mình bế trong tay, chưa có đứng, chưa có đi, chưa có nói được, tới một em bé mà có thể đi học được, đi tự chạy, nhảy. Dĩ nhiên là người cũng lớn lên, nó khác rất là nhiều. Nhưng mà về cái phần tâm lý thì sao? Những cái sự giao tiếp hoặc là cái quan hệ với cha mẹ hoặc với những người xung quanh, nó có những cái gì thay đổi? Dạ đúng rồi, cái quan hệ đó nó rất là quan trọng. Từ lúc mà em bé, lúc mà mới vào đời á, thì thu nhập rất là nhiều. Mấy ngày đầu á, thì thu nhập nhiều chữ lắm, có thể mấy ngàn chữ luôn. Thành ra cái cũng như cái environment, cái mối quan hệ với người mẹ rất là quan trọng. Người mẹ nếu mà nghe cái tiếng khóc của em bé hay là nghe cũng như em bé cần cái gì á, thì cái reaction á, là nó là ta nói là chấm 1-2 giây là nó còn mau hơn cái cũng như cái nhận thức của mình nữa. Thành ra người mẹ với em bé là cũng như là connected lắm. Cái đó nó rất là quan trọng, tại vì khi mà tại vì em bé nó cũng như lệ thuộc người mẹ để chăm sóc cho cái gì mà em bé cần, giống hình là nếu mà cần thay tã hay là ăn uống hay gì á, thì là em bé nó đưa cái signal là cái khóc để cho người mẹ biết, để người mẹ chăm sóc. Thành ra cái sự đó nó rất là quan trọng. Vậy thì nếu như mà một người mẹ không có cái phản ứng với cái những cái nhu cầu của em bé thì sao? Như bác sĩ Thảo nói là người mẹ nghe tiếng khóc chỉ chấm 1-2 giây là đã có cái sự hồi âm với em bé rồi. Và nếu bây giờ mà cứ khóc hoài mà người thân của mình không có sự phản ứng gì thì thế nào? Đúng rồi. Hồi xưa thì người ta có, ta nghĩ là nếu mà mình chỉ cho em bé vật chất thôi, cái cũng như là nếu mà cho em bé ăn no, ngủ được, thay tã cũng như sạch sẽ, thì uống nước cũng như đầy đủ hết. Nhưng mà ta thấy là em bé mà nếu mà chỉ có vật chất mà không có cái tình thương, không có cái mà cũng như cái mối quan hệ một người nào thân, nếu mà cha mẹ hay là ông bà hay gì á, là em bé đó nó phát triển rất là chậm. Phát triển cái nhận thức với lại cái cảm xúc của em bé nó
không có được bình thường, nó mất bình thường. Em bé đó có thể nếu mà lâu dài mà kéo dài như vậy á, thì có thể là một người mà cười với em bé không có cười lại, hay là em bé không có respond á, giống như là không có interact một cái cách mà bình thường với mà em bé khác. Bác sĩ Thảo nói như vậy thì sao mới thắc mắc là tại vì bây giờ nếu như mình để ý đi, con cái cháu trong nhà thì mình thấy là mỗi em có mỗi tính khác nhau. Thế nhưng có những em thì rất là đeo bố mẹ, đeo ông bà, rất là đeo, đi bước đi một bước thôi ra khỏi phòng là mấy em nó đã khóc rồi. Còn có những em thì có vẻ như là không có care, nghĩa là có người thân ở trong phòng cũng được, không có người thân cũng được. Cái đó nó có phải là cái quan hệ mà bác sĩ Thảo mới vừa nói tới không? Em bé khoảng bắt đầu khoảng 6-9 tháng thì bắt đầu biết người nào lạ, người nào không lạ. Và nếu mà người lạ thì nhận thức là người này là người quen, người này là người mà giúp cho mình, giúp đỡ cho mình. Thành ra em bé rất là thân mật với người đó. Và mấy người mà không lạ thì em bé bắt đầu là lo. Cái đó là sự phát triển bình thường. Thành ra một người mẹ mà thân mật mà đi vắng là em bé bắt đầu khóc. Cũng như là lo là người mẹ không trở lại. Trong cái trường hợp mà người mẹ đi vắng mà cũng vợ hay gì á, thì cái đó cũng lo. Nhưng mà cái hoàn cảnh thì nó khác. Thành ra mình không phải nói là nếu mà người mẹ mà đi vắng mà em bé không khóc là em bé đó là bất bình thường. Nhưng mà mình nói là cái sự mà em bé khóc theo người mà thân mật mà đi vắng á, là cái đó là bình thường. Thì Teresa hỏi là về các em, cái tính, đương nhiên là cái tính của mỗi em là khác nhau. Thì theo bác sĩ Thảo nói là nó bắt đầu từ hồi mới sanh ra. Từ hồi mới sanh ra, cái cách mà người mẹ đối xử với, quan tâm với em bé đó có thể ảnh hưởng cái tính của em đó sau. Thì lúc mà em đó khóc ấy, thì người mẹ nhảy tới giống như là mình thay tã hay là cho ăn, mà quan tâm thêm về cái sự tình cảm thì mình ôm, mình hôn em bé, mình giữ gần người mẹ, thì nó cũng giúp cho phát triển bắt đầu phát triển cái cảm xúc của cái em bé đấy, để cho em bé đấy yên tâm là nếu mà mình cần cái gì mình kêu một tiếng là mình sẽ có người, thì em bé nó cảm thấy là được thương hơn. Để nếu mà mình bắt đầu làm gương như vậy từ hồi đầu tiên ấy, thì cứ tiếp tục như vậy thì mai mốt lúc mà tới 9 tháng hay là 1 tuổi, em bé có thể là sợ lúc mà người mẹ hay là bố ra khỏi phòng, mà cái em bé đấy có thể là yên tâm là cái người đó sẽ trở lại. Tại vì từ hồi trước cho tới bây giờ là lúc nào người đó cũng có ở đấy để giúp đỡ mình, để chăm sóc cho mình. Theo hai bác sĩ nói như vậy thì có nghĩa là khi ngay cả khi mà các em bé rất là nhỏ, các em bé sơ sinh, có nghĩa là các em bé cũng ít nhiều gì cũng có một chút nhận thức những cái hoàn cảnh xung quanh và những người xung quanh. Tại vì có nhiều người họ nói, hoặc là chị sẽ thường nghe người ta nói là con nít mà đâu có biết gì đâu. Và một phần nữa tại vì mình biết là chị sẽ không có một chút ký ức gì về cái hồi mà Thủy Sơ mới sanh, hoặc là hai ba tháng hết. Dù là mình không nhớ, không có nghĩa là những cái experience của mình lúc đó nó không có ảnh hưởng đến sau này. Dạ, thì em bé từ 6 tháng tới 9 tháng ấy, dù em bé không có nói chuyện được, em bé có thể hiểu. Giống như là ba má nói là ngồi lên, hay là ngồi lên ba má giúp thì mình kéo, mình đưa tay ra mình kéo, thì em bé nó cũng biết đưa tay ra rồi ngồi, cũng ngồi lên. Hay là nói là tới giờ ăn thì ngồi xuống bỏ đồ ăn, thì em bé nó cũng hiểu. Thì có thể mình không có nhớ được mà cái cách rồi cái cách mà mình nói nữa. Giống như là mình nói là mình, nếu mà mình nói chuyện với em bé mà mình tức hay là mình giận hay là mình nói rất là mạnh ấy, thì nó cũng ảnh hưởng em bé, nó cũng không hiểu là tại sao nó cảm thấy như vậy mà nó cũng cảm thấy được. Hay là mình nói rất là ngọt ngào thì mình hay nhìn thấy bé nó cười, nó rất là thích, nó rất là vui. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Charlie, bác sĩ Thảo rất là nhiều. Xin quý vị vẫn giữ làn sóng của đài và chúng tôi sẽ trở lại sau một vài giây phút thông tin thương mại. Tới khi mà khoảng 2 tuổi cũng là cái mà mình gọi, người Mỹ họ nói là terrible twos, là cái tuổi mà nó bắt đầu
có cái sự suy nghĩ, có cái sự yêu cầu, và khi mà không có đạt được cái yêu cầu đó thì gọi là meltdown, bắt đầu là khóc lóc rồi la lối đủ mọi thứ. Thì tới lúc nào mới hết cái terrible two